Chương 7: Trở thành cô nhi. Ninh Thư thu thập đồ đạc, chặn hai vali lớn, mở cửa kéo vali ra khỏi phòng ngủ thì gặp một người phụ nữ nắm tay một thằng nhóc khoảng 7-8 tuổi. Ninh Thư lục lại ký ức, là mẹ và em trai nguyên chủ. Đứa em trai này nhỏ hơn nguyên chủ gần 10 tuổi, là bảo bối trong nhà, nên nguyên chủ Lâm Dai Dai phải ngoan ngoãn phục tùng đứa em này, phải hết lòng yêu thương che chở, bởi vì cha mẹ thường xuyên nói hai chị em phải thương yêu nhau. Về sau, cho dù lập gia đình cũng phải dựa vào nhà mẹ đẻ. Xuất phát từ một phần tâm tư, còn có quan hệ huyết mạch nên Lâm Dai Dai đối với đứa em này thật sự tốt. Song Ninh Thư lại là người xa lạ, dùng ánh mắt của người ngoài cuộc nhìn vào, thấy rõ người nhà này đối xử với đầu củ cải này mới là thật tâm. Còn về phần nguyên chủ, chỉ có thể nói con gái họ như một món hàng, biến nguyên chủ thành vật lợi dụng và vắt kiệt giá trị nguyên chủ sở hữu. Lúc cô bị đuổi ra khỏi nhà, mẹ nguyên chủ chỉ trốn trong phòng, không đứng ra nói một câu, thậm chí cũng không thèm giả vờ giữ cô trở lại. Mẹ Lâm đưa phong bì dài cho Ninh Thư, nói: "Đây là tiền mẹ cho con, sau này tự giải quyết cho tốt. Số tiền này có thể đủ cho con dùng một khoảng thời gian." Ninh Thư im lặng, nhận lấy phong bì, nhìn hai mẹ con quay người đi về phòng. Ninh Thư cảm thấy quá đau trứng, ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi. Có phải thực chất nguyên thủ không phải là người nhà họ Lâm, không phải con gái do đôi vợ chồng này sinh ra nên mới có thể tuyệt tình tới vậy? Đinh, khởi động kịch tình bị che giấu, tìm ra thân thế của nguyên chủ. Có tiếp nhận cốt truyện tìm kiếm cha mẹ ruột không? Trong đầu Ninh Thư vang lên âm thanh mạnh mẽ lạnh băng của hệ thống. Lại còn phải giúp đỡ nguyên chủ tìm cha mẹ ruột. Nhiệm vụ đã rất khó khăn rồi, giờ còn xuất hiện thêm cái quỷ gì nữa vậy? Cô có tiếp nhận nhiệm vụ không? Không, Ninh Thư không chút suy nghĩ cự tuyệt. Sự việc vốn dĩ đã rất loạn rồi, còn tìm kiếm cha mẹ ruột. Thời gian nhiệm vụ của cô chỉ có 5 năm thôi đấy. Chôn chân tại thế giới này càng lâu, giá trị tánh mạng của cô tiêu hao càng nhiều. Đến lúc đó nhất định sẽ tan thành mây khói. Biển người mênh mông, làm sao dễ tìm được? Xác nhận tiếp nhận nhiệm vụ tìm kiếm thân thể. Xác nhận, mở ra nhiệm vụ tìm kiếm thân thể. Cái gì? Ninh Thư ôm đầu thét lên. Cô đồng ý mở nhiệm vụ khi nào vậy? Nếu được thì cô có thể từ chối tiếp nhận nhiệm vụ này có được không? Hệ thống quá ác ma rồi, lại có thể dụ dỗ người. Nào có ai ép mua ép bán như vậy chứ? Quá áp bức với cô bé với thành tích giá trị may mắn chỉ có 20 rồi. Ngay cả hệ thống máy móc cũng trở nên âm hiểm. Tất cả đều bắt nạt cô. Mặt Ninh Thư buồn như bác mất, nhét phong bì vào trong vali, kéo hai vali lớn xuống tầng. Dưới tầng cha Lâm thấy Ninh Thư ủ rũ, mịt mờ, lập tức ra vẻ yêu thương dỗ dành. Chỉ là phương án tạm thời, ba nhất định sẽ đón con trở về. Ninh Thư nhìn lão ta nói dối, trong lòng cũng không có xúc động gì. Nguyên chủ không phải con gái ông ta, nhưng ông ta lại nuôi dưỡng nguyên chủ, lại để cho nguyên chủ trải qua cuộc sống giàu có cả tâm tư lợi dụng, chưa nói tới không biết có ẩn khuất, oán hận gì đằng sau không. Giống như cơ thể này, lúc biết được mình không phải là con gái ruột, trong lòng thở phào, bị lợi dụng là bởi vì có giá trị lợi dụng, trải qua cuộc sống giàu có tiêu tiền như nước, hưởng thụ được những thứ người khác cả đời khó có thể có được, thì phải luôn trong trạng thái chấp nhận hy sinh bất cứ điều gì. Cỗ thân thể này có chút căm giận nhưng lại không có oán hận. Ninh Thư nhẹ nhàng thở ra, may mắn không có như hồi nãy, bay ra cái nhiệm vụ gì khác như trả thù cha mẹ Lâm. Không muốn đôi co với cha Lâm, Ninh Thư kéo hai cái vali đi ra ngoài, gọi một chiếc taxi, sau đó tìm khách sạn ở tạm một đêm. Hôm sau, thuê một căn phòng ở gần trường học, phòng rất nhỏ, chỉ đủ cho một mình Ninh Thư ở. Tiếp đó, xếp tất cả đồ đạc vào trong phòng, tỉ mỉ quét dọn mọi ngõ ngách trong phòng. Chờ căn phòng sáng bóng, Ninh Thư hài lòng xoa eo, cả người đều đổ mồ hôi. Cảm giác chảy mồ hôi này thật sự rất thoải mái. Đời trước, căn bệnh đã tàn phá cơ thể của cô đến nỗi không thể đi đứng được, chỉ có thể ngày ngày nằm ở trên giường, còn tệ hơn so với người tàn tật. Ninh Thư nhảy lên nhảy xuống, cơ thể khỏe mạnh thật tốt. Ninh Thư thu xếp mọi thứ ổn thỏa mới đón xe đến trường. Bởi vì tất cả mục tiêu nhiệm vụ đều ở học viện ACE, không đi học, làm sao cô có thể hoàn thành nhiệm vụ đây? Chẳng qua khi Ninh Thư bước vào trường học, ngay tức khắc đã phát hiện ánh mắt người khác nhìn cô hết sức kỳ quái, chỉ trỏ vào cô. Đợi đến lúc cô đến gần, đám học sinh này giống như trên người cô có virus truyền nhiễm, thoáng ồn ào một chút rồi lập tức tản ra. Có người còn khoa trương bịt mũi, Ninh Thư giơ tay lên ngửi ngửi, trên người cô không có mùi thúi gì mà. Đợi đến khi Ninh Thư vào phòng học, trong phòng lập tức cười to, Ninh Thư quả thực không thể hiểu được. An Dung đi đến trước mặt Ninh Thư, từ trên cao nhìn xuống Ninh Thư, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói: "Lâm Dai Dai, mày còn dám đi học, da mặt của mày làm bằng sắt sao?" An Dung nói xong,
lại vươn tay ra muốn kéo tóc Ninh Thư. Ninh Thư né tránh, lạnh lùng nói, làm sao cứ phải động chân động tay thế nhỉ? Hóa học được ném đi đâu hết rồi, thật là làm mất mặt học viện ACE. Lễ nghi là chương trình học bắt buộc của ACE đó. An Dung không ngờ con nhãi ranh này tùy ý cô đánh chửi lại dám trốn, cơ mặt run rẩy, đập cuốn tạp chí vào mặt Ninh Thư. Ninh Thư tránh thoát, nhặt tờ tạp chí lên xem. Trên tạp chí đều là tin tức tuyên bố của cha Lâm đoạn tuyệt quan hệ với con gái mình. Lâm Dài Dài không còn là con gái nhà họ Lâm nữa, cùng nhà họ Lâm ra không có nửa điểm quan hệ. Tóm lại là muốn bao nhiêu tuyệt tình thì có bấy nhiêu tuyệt tình. Mày lúc này đã thành đứa mồ côi, còn không biết xấu hổ đến trường học làm gì. Ace cũng không phải viện phúc lợi. An Dung lộ vẻ trào phúng. Học sinh trong lớp đều cười vang. Ninh Thư nghe tiếng cười chói tai, cảm thấy tam quan của mình đều bị bóp méo. Cô đọc ở trong sách, biết rằng tình cảm trong trường cấp 2 là ngây thơ nhất, trường cấp 3 là thuần khiết nhất, không pha lẫn bất kỳ tư lợi hay giả dối gì, khác xa tình cảm đầy toan tính và lợi dụng của đại học. Thế nhưng giờ cô lại nhìn thấy một đám học sinh cấp 3, lại dùng ngôn ngữ ác độc nhất, khuôn mặt hung hăng nhất đối xử với kẻ yếu. Ninh Thư quên ACE là một xã hội thu nhỏ, thậm chí còn tàn khốc hơn xã hội bên ngoài. Học sinh trong trường đều là kẻ đứng ở đỉnh kim tự tháp, người đồng trang lứa bình thường không thể với tới được. Sai lầm lớn nhất của Ninh Thư đó là kẻ yếu, ngay cả gia đình cũng vứt bỏ, vì vậy cô không có tư cách sống chung một chỗ với họ. Ninh Thư ném tạp chí vào trong cặp, bỏ qua ánh mắt xem thường của những người khác, ngồi vào chỗ của mình. An Dung thấy đối phương không có phản ứng gì, cảm giác như đấm lên bông, vô cùng tức tối, âm trầm nhìn Ninh Thư, ra hiểu ý bảo cô chờ. Nhắc tới cũng là nghiệt duyên, chỗ ngồi của nguyên chủ lại ở sau lưng Lăng Tuyết. Có điều Ninh Thư chỉ quan tâm chỗ ngồi của mình. Trên bàn học ngập dấu vết loang lổ, đều bị người dùng dao găm rạch vẽ, cái bàn còn thiếu đi một chân. Những đứa mất nết này,